Con mèo của bạn bắp chưa hoàn thiện, giống như kiểu điện giật đấy các bạn. Thế bây giờ em bắp có tô tiếp không? Chào mừng các bạn đến với kênh Bé Bún Tô Màu. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau tô phô mèo. Các bạn vừa nạp ăn mèo cá, cậu bạn bắp vừa ăn lo với cả con này. À các bạn ơi, hai chị em Bún Bắp như có hai bức tranh, đó là hai bức tranh con mèo đấy. Con mèo chị và con mèo em cùng ăn cá đúng không? Hai chị em vừa ăn xong đang xoa bụng kia. Thế bây giờ hai chị em sẽ tô màu bức tranh để các bạn cùng xem hai con mèo chị mèo em có đẹp không con? Vâng ạ. Bây giờ con sẽ tô màu vàng. Em bắp tô màu đỏ đi. À, em Bắp yêu thích màu đỏ, chính vì thế mà em Bắp tô màu đỏ, còn bạn Bún thì đang tô con mèo màu vàng, con mèo màu vàng đúng không? Bắp cầm tay phải đi con. Mẹ ơi, chị vẽ mất rồi. Con cứ vẽ đi, sau đó chị hỗ trợ con sau nhá. Con dậy em tô màu đi. Mẹ ơi, từ từ. Con sẽ nè. Ok, đâu? Đã làm màu đi nè. Đâu, con hướng dẫn em đi, tô từ đâu đến đâu. Tô màu đi nè. Tô màu đi nè. Vâng. Đây. Đây các bạn, bạn Bún đang hướng dẫn bạn Bắp tô màu. Màu đỏ nha, chúng mình phải tô từng mảng màu một đúng không? Đấy, cứ như thế là con hai. À đây các bạn, bạn Bắp bạn cứ nhìn thấy quả chuối, bạn đòi ăn chuối, bạn đã vừa ăn hết một quả rồi. Bây giờ nha, bao giờ tô màu xong bạn lại ăn tiếp đúng không? Và bạn Bún đang giúp đỡ bạn Bắp tô đôi má. Con chỉ tô một bên thôi, còn để cho em tô một bên con ạ. Kia, trong khi đó thì bạn Bắp bạn ấy đi vứt vỏ chuối ra hố rác đi các bạn. Ô con ơi, khóa chốt cửa rồi. Con phải xoay chốt cửa ra. Vâng, đúng rồi. Đấy, bạn Bắp giỏi quá. Biết đi vứt vỏ vào hố rác. Đấy, con để cho em tô đi. Thì con tô bài ở con đi. Chờ con tí thì con tô. Em lốt rồi. Rồi em Bắp giỏi quá chị Bún. Cảm ơn em chưa? Vì em Bắp biết đi vứt vỏ chuối đấy. Bắp khép cửa lại. Bắp khép cửa lại đi vào Bắp. Bắp ơi, Bắp tô lốt cái má đi đi. Sao mẹ ăn hết rồi á? Mẹ ăn hết rồi. Bắp tô lốt cái má đi. Đây các bạn, sau khi nhá, hướng dẫn em Bắp tô màu và tô giúp em Bắp thì bây giờ bạn Bún đang đi tô con mèo của mình, đó là màu vàng. Mẹ ơi, con tô chậm lắm mẹ. Không sao con, chúng mình học tính cẩn thận, tô đến đâu hết đến đấy cẩn thận. Chậm nhưng mà không sao cả, chậm chắc, chậm đẹp, chậm hoàn hảo đúng không? Đây các bạn, trong khi đó thì bạn Bắp nhá cũng đang đi tô má con mèo đây, cũng đúng màu đỏ nhá, nhưng mà em Bắp còn nhỏ, chính vì thế mà em Bắp bị tô hơi mệt ngoặc một chút xíu. Hai ơi. Không phải tô đúng cái hình trái. Hai. À sai à, đấy, tại vì con ngu quá ra ngoài mà. Đây, con nhìn chị Bún đang tô màu rất cẩn thận, rất đẹp đây. Bún ơi, con không nhớ mẹ dặn là chúng mình tô màu chúng mình ngồi thẳng người và ngẩng cao đầu chứ con. Ô các bạn, em Bắp đang tô nhá. Đây, tô con mèo như là ăn vụng, như bị chủ đuổi đánh ấy. Khiếp, màu đỏ của nguệch ngoạc kia. Bạn Bún đã tô xong cái thân, bây giờ bạn Bún đang đi tô đến cái đầu con mèo. Màu chủ đạo của bạn Bún đó là màu vàng. Con mèo rất là đẹp. Các bạn ơi, trong khi bạn Bún đang tập trung tô bài nhá, thì em Bắp kia, em với tô chán, bây giờ em vào trong ngôi nhà để em nghịch con gà kia. Ra đây tô màu đi để các bạn cùng xem, nhanh. Thấy chị Bún là ra tô màu là em mới đòi tô đấy, nhưng mà em mới tô được một chút xíu thôi, em lại bỏ rồi. Chỉ có mỗi bạn Bún là chăm nhất. Tô màu đẹp. Con thấy con mèo to đẹp quá đi con. Con bạn mẹ chắc ăn tô con này. Đúng rồi, chúng mình phải tô cẩn thận để bức tranh của mình mới đẹp hơn đúng không? Và bây giờ bạn Bún đang tô đến màu của cái tai. Đây các bạn ơi, đây là con mèo của bạn Bún đây, con mèo màu vàng nha, có đôi mắt
ánh màu xanh và cái màu hồng để làm điểm phối. Con mèo của bạn Bún rất đẹp. Trong khi đó thì cũng bạn Bắp cũng là con mèo nha, nhưng mà con mèo của bạn Bắp kia cái má màu đen, cái má màu đỏ và cái đĩa cá màu xanh. Con mèo của bạn Bắp chưa hoàn thiện, giống như kiểu điện giật đấy các bạn. Thế bây giờ em Bắp có tô tiếp không? À, thế con có tô tiếp không hay là chị Bún giúp đỡ em đi để hoàn thiện bức tranh? Vâng ạ. Con sẽ tô em làm màu tím. Con lấy màu đỏ con tô tiếp cái đầu đi. Đây, tại vì bức tranh của em đang bị... thôi con ạ, bây giờ không chữa được đâu. Không thể chữa được. Thôi em Bắp, tại vì em còn nhỏ quá. Chính vì thế mà chúng mình phải rủ bố tô cùng để bố kèm em sau, đúng không? Bây giờ để một mình em tô thì em sẽ làm xấu đi mất. Sau đó ha, các bạn hãy chấm điểm cho hai chị em nhá. Và bây giờ chúng mình cùng chào các bạn nhé. Chúng mình xuống nhà ăn cơm trưa, không đói nhé chứ. Vâng ạ, chào các bạn, xem kênh video của nhà. Bye bye.